Rồi, chào các bạn. Trong lecture 5 thì tôi có đề cập tới vấn đề về phân tích một hệ thống ở miền tần số và miền thời gian. Thì qua trước lecture 5 thì các bạn sẽ thấy là mình chủ yếu học cái môn này phân tích ở miền thời gian thôi. Tuy nhiên thì miền tần số là một cái góc nhìn rất là hay khi bạn phân tích các dao động, các tín hiệu. Và đặc biệt trên ô tô của chúng ta thì tụi em có thể ứng dụng để phân tích khi các bạn liên quan đến hệ thống treo, dao động hoặc là tiếng ồn ở trong xe. Thì các bạn nên nắm được điều này, một cái góc nhìn này để cho nó thuận tiện cho những cái công việc sau này nếu như bạn có sử dụng tới. Thì đây là một cái phần mềm mà bạn có thể phân tích được cả tín hiệu thu qua mic của điện thoại qua miền thời gian và miền tần số. Ok, nếu qua miền tần số thì nó sẽ biến đổi Fourier transform, biến đổi phép biến đổi Fourier mà các bạn đã được học. Tuy nhiên ở đây thì nó xài một phép biến đổi là FFT, là fast Fourier transform. Tại sao là fast Fourier Fourier transform? Bởi vì biến đổi Fourier thường thường á, để chúng ta có thể lập trình được nó thì nó mất khá nhiều thời gian, dẫn tới nó sẽ gây trễ qua hệ thống. Muốn đẩy nhanh cái tốc độ này hơn á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái fast Fourier transform, là các bạn hay thấy viết tắt của chữ từ là FFT. Thì đây là cái tín hiệu giọng nói của tôi đang được thu âm ở dưới cái miền thời gian. Và rõ ràng á, là nếu tôi không nói gì cả thì các bạn vẫn thấy rằng là có rất nhiều cái noise từ máy móc thiết bị, quạt laptop, quạt máy lạnh. Cái điều này á thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trong cái cuộc sống của chúng ta thì cái nguồn âm thanh thì nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các thiết bị khác, thì nó được coi như là noise, bạn không thể biết trước được, bạn không thể dự đoán hoặc không thể biết trước được. Vậy thì khi bạn phân tích như thế này á, thì bạn mới nghĩ rằng là làm thế nào để chúng ta có thể lọc được cái tiếng nói mà chúng ta có thể bỏ đi, remove được những cái noise như vậy, những cái âm thanh như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất khó để chúng ta phân tích ở dưới miền thời gian như thế này. Vậy thì trong cái spectrum này nè, tụi em có thể đổi qua miền tần số. Và khi em miền tần số thì cái tiếng nói của em, cái trục nằm ngang của em bây giờ nó là thể hiện là cái tần số giọng nói và những cái tần số khác đi kèm theo. Một cái ví dụ rõ nhất là bây giờ em hãy nhìn tôi thử với 6 với 2 cái tần số khác nhau ở trên miền tần số. Rõ ràng á, ở trên này em sẽ thấy hai cái peak nó thể hiện ở miền tần số được cái tần số của cái âm thanh mà tôi huyết sáo ra. Vậy thì nếu mà ở miền thời gian thì như thế nào? Vậy thì qua cái ví dụ vừa rồi á, thì em thấy rất khó để chúng ta phân tích cái tín hiệu ở dưới miền thời gian. Lúc này ở miền tần số thì chúng ta sẽ có cái góc nhìn nó hay hơn và nó hữu ích hơn. Vì vậy trong các bộ lọc âm ly thì em sẽ thấy rằng là họ đang cho phép em chỉnh bass hoặc là chỉnh treble. Thì ở đó có nghĩa là họ, nếu em chỉnh bass thì có nghĩa là em đang giữ lại những âm có tần số thấp, những âm bass, âm trầm có tần số thấp. Ok, tương tự như vậy là chỉnh treble thì em giữ lại, là bộ lọc tông cao em giữ lại những âm có tần số cao. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.